Nam Mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam. Dạ, con xin đọc lại ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Madrid từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2020. Phật lịch 2564, giáo trình Phạm ngữ Bali, bài 2 ân đức Phật. Buddha Guna, vài khái niệm căn bản về văn phạm sẽ được ngài Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta nhất tâm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa Minh Từ Bi Hoan Hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Phạn Ngữ Pali, bài 2 ân đức Phật sẽ được ngài Tệ Siêu, đại khái niệm căn bản về văn phạm sẽ được ngài Tệ Siêu thuyết giảng. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tệ Siêu hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến ngài ạ. À.
Nam-mô-bu-tha-ya. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học môn giáo trình phản ứng Pali, bài số 2. Đó là ân Đức Phật Bố Thân Cô Nát. Ở trong một loạt bài này, chúng ta học mỗi ngày là ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Trong cái bài kinh tụng của chúng ta nhật hành, chúng ta xưng tán Đức Phật bằng 10 ân đức, xưng tán Giáo Pháp bằng 6 ân đức và xưng tán Tăng chúng bằng 9 ân đức. Ân đức Phật Pháp Tăng không đơn thuần chỉ là lời xưng tán hoa mỹ, đối với Phật, đối với Tam Bảo, mà còn là sự mô tả trọn vẹn thế nào là ba ngôi báo Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, dù quá khứ, hiện tại hay vị lai. Người Phật tử được gọi là một người thành tựu niềm tin Tam Bảo là chúng ta phải hiểu rõ Phật Pháp Tăng với những ý nghĩa này. Cho nên ngoài cái ý nghĩa, chúng ta cần phải biết rõ các cái hồng danh bằng tiếng Pali mà Chư Thiên, Phạm Thiên cùng nhân loại đã xưng tán Đức Thế Tôn. Khi chúng ta hiểu được, đọc được cái lời xưng tán hồng danh của Đức Phật bằng tiếng Pali, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng cái niềm tin, và suốt cuộc đời của chúng ta cứ trì niệm như vậy thì chúng ta sẽ đạt được nhiều lợi. Chúng tôi nói như vậy có nghĩa là khi mà chúng ta không biết cách đọc và đọc không trúng và tiếng Phạn, tiếng Pali, hôm nay thì chúng ta đọc như thế này, ngày mai, ngày mốt chúng ta đọc thế khác, năm này đọc như vậy, rồi năm sau chúng ta đọc khác đi, bởi vì chúng ta đọc không đúng. Cho nên hễ đọc chưa có thuận thì chúng ta đọc lấp dấp, đến khi mà chúng ta đọc thuận rồi thì chúng ta đọc
nhanh hơn. Nhưng mà trong cái lấp dấp hay cái nhanh hơn đó, mình nó sai cái ngữ âm đó, thì như vậy nó sẽ khiến cho chúng ta lạc mất cái ý nghĩa. Bởi giờ trong tiếng Bali đó, thưa quý vị, hễ chúng ta phát âm đúng, đúng từ, và khi mà chúng ta học về từ vựng, phát âm đúng từ thì chúng ta mới có đúng nghĩa. Thí dụ như chúng ta nói từ Pala, thì cái nghĩa từ chữ Pala có nghĩa là sức mạnh. Chúng ta nói Nhà Pala, ta tha ta tá sát nhà Pala là trí lực, là sức mạnh trí tuệ, trí lực của Đức Lai. Như vậy chúng ta đọc không đúng, cho nên đọc đọc là Pala, thì chữ Pala ở đây có nghĩa là ngu, có nghĩa là ngu si hay là người ngu. Cái chữ đó, đó chúng ta xài nó, thí dụ chúng ta xài chữ Dasapala, Dasapala thì có nghĩa là thập lực, đấng thập lực chỉ cho Đức Phật. Nhưng mà chúng ta không biết đó, chúng ta đọc là Dasapala thì người ta sẽ hiểu là cái người đầy tớ ngu si. Nó nguy hiểm lắm thưa quý vị. Cái tiếng Bali đọc là rất nguy hiểm. Chữ Đa Xá là người nô lệ, Ba Lá là người ngu si, một tên nô lệ ngu si. Cái đó không khéo chúng ta, khi mà chúng ta biết được ý nghĩa, hồi nào giờ mình toàn là mình nói mình phỉ báng Đức Phật không, trong khi Ngài là đấng thập lực Dasapala. Và chúng ta lại đọc cái kiểu đó thì quý vị thấy rất là nguy hiểm. Mà bây giờ đã đọc quen sai rồi đó, đã đọc sai mà nó đã quen miệng rồi, bây giờ mình sửa lại thì rất là khó. Cho nên chính vì chỗ đó, chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng mới suy nghĩ đến cái việc mà dạy cái tiếng phản ứng Bali ở ở trong cái trong room lớp Phật pháp của Thathamma, để hầu giúp cho các Phật tử chúng ta, nhất là các vị MC, khi mà chúng ta đọc chánh kinh, chúng ta đọc tên của các cái nhân vật của các vị tỳ kheo, chúng ta đọc cho đúng, và chúng ta gặp những cái chi pháp, những câu Phật ngôn trích dẫn, chúng ta đọc cho nó đúng, thì như vậy nó sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho chúng ta. Cho nên cái chuyện mà học giáo trình Phật ngữ Pali nó có một cái tác dụng lợi ích như vậy. Thì bây giờ trước khi chúng tôi sẽ trình bày ba phần. Cái phần đầu là chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị, hướng dẫn cho các vị cách âm bài
xưng tán hồng danh Đức Phật bằng tiếng Bali. Phần thứ hai là chúng tôi mới phân tích về từ vựng ở trong hồng danh, mười hồng danh của Đức Phật. Và cái phần thứ ba là chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa về mười hồng danh này một cách chi tiết. Và phần đó để cho các vị nắm bắt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đọc tụng trước khi chúng ta phân tích từ vựng. Khi mà chúng ta đọc Pali thì chúng ta đọc những cái từ đơn trước, đọc từ đơn. Chúng ta đọc đơn từ xong rồi chúng ta mới đọc câu, sau đó chúng ta mới bắt đầu tụng, đọc tụng. Đọc đơn từ là như thế này: nếu mà chúng ta nói ETP thì sau này chúng ta khó mà đọc tụng được, cho nên chúng ta chú ý ở chỗ là bây giờ tạm thời để chúng ta học ngữ nghĩa, cho nên lúc bên đầu quý vị đọc đoạn âm ETP nhưng phải đọc nhanh chút xíu. ETP, ETP, đoạn âm thôi, ba chữ là đoạn âm ETP. So Bhagava, So Bhagava, Bhagava đó. Chúng ta đã quen đó, chúng ta quen miệng thì chúng ta nhớ thế này: thay vì chúng ta đọc Bhagava, Bhagava, chúng ta không có quen đó thì chúng ta đọc nó bị chậm đi. Cho nên quý vị cứ đọc là được Bhagava, Bhagava cũng được, phát phát, chứ không không cần đọc đúng theo cái chữ bả, chữ bả. Chúng ta đọc như vậy thì chúng ta chưa có quen. Ai tập thì tập lúc đầu đọc bả, nhưng mà đã quen cái, đã thuộc bài này rồi thì chúng ta cứ đọc là Bhagava, không sao cả, chữ Bhagava không sao. Bởi vì chúng ta đi đến chỗ khác đó, hãy chúng ta nói chữ Bhagava thì người ta nghe, người ta hiểu rồi. Giống như trong chữ Việt của mình đó, dầu cho mình nói giọng nó đớt gì đi nữa, người ta nghe người ta cũng hiểu, chứ đâu cần phải phát âm cho nó đúng nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta nguyên tắc học thì phải học cho nó đúng. So Bhagava, So Bhagava. Khi mà chúng ta đọc chữ So Bhagava đó, hai chữ đoạn, chữ So là trường âm, chữ Phát Gác là hai chữ đoạn âm, và chữ Qua là trường âm. So Bhagava, rồi chúng ta mới ghép từ lại Itibi So Bhagava, Itibi So Bhagava. Chúng ta ghép, vậy là chúng ta đã phát âm được một, được ba từ rồi đó.
Tiếp tục chúng ta để đó chúng ta mới phát âm chữ này, chữ hăng, arahang, arahang. Ara là đoạn âm, hai chữ đoạn âm, chữ hăng. Vì rằng nó có mi âm á đi theo cái chữ nikahita, chữ em bờ cũng dấu chấm á, cho nên chúng ta đọc ăn arahang, arahang, arahang. Sau đó chúng ta mới ghép lại itibiso phakwa arahang, itibiso phakwa arahang, itibiso phakwa arahang. Cái cách mà chúng ta tụng Pali đó và học thuộc lòng đó, là chúng ta phải học như vậy đó. Chúng ta để bốn chữ đó qua một bên, chúng ta đọc tiếp. Samma Sambuddho. Chữ thô này đó, nếu đọc chữ đúng là chữ Đô-hô, Đô-hô. Samma Sambuddho. Nhưng mà chúng ta chưa quen á thì chúng ta cứ đọc Samma Sambuddho, người ta nghe người ta cũng hiểu rồi. Và khi mà chúng ta phát âm như vậy, cũng đọc tụng chung tập thể thì chúng ta không có, nó cũng không có chuẩn với người ta mấy, không có chổi với người ta mấy đâu. Cho nên chúng ta cứ đọc Samma Sambuddho. Bốn chữ này, chữ Sam là trường âm, Ma là trường âm, Sam là trường âm, Put nó không phải là trường âm, cũng không phải là đoạn âm. Quý vị nên nhớ, trường âm là đọc ngang, còn chữ Put, vì rằng Putho, chữ Put đó là nhấn, nó đoạn âm mà đoạn âm nhấn, bởi vì nó vọng kép D, DH, đã, đã. Cho nên chúng ta đọc là Put, nhấn, nhấn chỗ đó. Nhưng mà nhấn có nghĩa là dài hơn đoạn âm chút. Thí dụ như chúng ta không có chữ D ở phía trước đó, thì chúng ta đọc là Put, Put Đô, Put Thô, Put Thô. Còn ở đây có chữ D với DH vọng kép thì chúng ta là Put Đô, Put Thô. Cho nên chúng ta đọc Samma Sambuddho hay là Samma Sambuddho cũng được. Samma Sambuddho, Samma Sambuddho, Samma Sambuddho, Samma Sambuddho. Chúng ta đọc cái vậy cho nó quen miệng đi. Mà phát âm là phải nhớ chỗ nào trường âm, đoạn âm, nhấn âm. Chứ phải như vậy nhớ Samma Sambuddho. Samma Sambuddho. Khi chúng ta đã thuộc cái từ đó, chúng ta mới đọc lại Itibiso Phakova Arahang Samma Sambuddho. Itibiso Phakova Arahang Samma Sambuddho. Chúng ta cứ đọc vậy đó. Hãy đọc xong một, đọc nó dừng một từ ở phía sau rồi đó, rồi chúng ta bắt đầu quay lại từ câu số 1, tức là từ đoạn đầu, từ cái chữ đầu, đọc dài đi. Cô Nhật Quỳnh khoan, khoan ghi cái phần từ vựng, bởi vì bây giờ là đang dạy cho cách đọc trước, từ vựng chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ cô Nhật Quỳnh cứ ghi cho sư nè, hãy khi nào mà sư đọc cái chữ nào đó, thí dụ như ITP, gây cô đánh chữ ITP, đọc cho thuần rồi Sô Phát Câu Hoa, cô biết chữ Sô Phát Câu Hoa. Arahan, cô đánh lên cái chữ Arahan. Samma Sambuddho, cô ghi Samma Sambuddho. Nhưng mà hãy sư đọc ITP Sô Phát Câu Hoa, cô đánh bốn ba chữ đó. Khi
đọc cái chữ A-ra-hăng, viết chữ A-ra-hăng, A-ra-hăng, A-ra-hăng thôi. Rồi sau đó Itibiso Phakova A-ra-hăng của nguyên câu đó. Cái cách mà chúng ta post ở lên bài cho dễ học là gì đó, để cho người ta hiểu. Bởi vì sư dạy một đàn, nhưng mà khi mà phiên âm, khi mà post lên trên màn hình một nẻo thì như vậy người trên người ta khó lắm. Bây giờ chúng ta làm lại. Itibiso Phakova Arahang Sama Samputho, cô ghi hết 1, 2, 3, 4, 5, 5 từ này. Itibiso Phakova Arahang Sama Samputho, rồi ngừng chỗ đó. Bây giờ chúng ta sẽ phát âm kế tiếp. Cô xuống dòng, cô để cái chữ Vichcha Charana Sampanno. Cô để chữ Vichcha Charana Sampanno 2-3 lần như vậy. Vichcha Charana Sampanno. Dạ. Bây giờ chúng ta phân tích cái từ này, cách đọc. Vì chữ Vichcha đó, nó hai cái phổng két, đó là phổng két, cho nên chúng ta nhấn âm quýt quýt. Chữ quýt ở đây đó là giống như chúng ta đọc theo cái kiểu mà nếu mà nói chữ lợi lợi ích đó, lấy chữ ch y ch ích quýt. Nhưng mà chúng ta đọc theo kiểu, theo cái âm của người Bắc một chút, quýt trà, trường âm. Cha răng nát, ba chữ này là đoạn âm hoàn toàn. Cha răng nát. Rồi sampano, sampano. Chữ sampano ở đây đó là ba chữ này trường âm hết. Sampano no là trường âm hết, đọc tụng dài hết, thì chúng ta mới ghép lại Vichcha Charana Sampanno. Vichcha Charana Sampanno, một từ như vậy quý vị có thể đọc đi đọc lại cỡ khoảng chừng 5 lần hay 10 lần cho thuộc. Vichcha Charana Sampanno, Vichcha Charana Sampanno, Vichcha Charana Sampanno. Xong rồi quý vị mới đọc trở lại. Bây giờ cô chuẩn bị, cô đánh, cô copy cái chữ Itibiso Phakova đi, câu hết câu Sama Samputho đó. Bây giờ chúng ta đọc nguyên câu. Itibiso Phakova Arahang Sama Samputho Vichcha Charana Sampanno. Itibiso Phakova Arahang Sama Samputho Vichcha Charana Sampanno. Rồi bây giờ chúng ta đọc 2-3 lần như vậy, chúng ta thuộc tới đó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái từ kế tiếp. Sugato, Sugato. Chữ su đoạn âm, ga đoạn âm, to là trường âm. Sugato, Sugato, Sugato 2-3 lần. Sugato, Sugato. Chúng ta đọc cho nó quen miệng. Sugato, Sugato, Sugato. Rồi với chúng ta đọc dài ra. Itibiso Phakova Arahang Sama Samputho Vichcha Charana Sampanno Sugato. Chúng ta đọc tới đó. Thì khi mà quý vị lần lần quý vị lấn tới, tiến tới một bước, tiến tới một bước, lùi lại, rồi tiến tới một bước, thì đến khi mà học hết bài là quý vị đã thuộc phần đầu rồi. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nhìn vô bản, chúng ta đọc từng từ là chúng ta không bao giờ chúng ta thuộc được. Cái cách học như vậy. Ngày xưa đó, thưa quý vị, khi mà chúng tôi hướng dẫn cho các vị sư mới xuất gia đó mà học kinh tụng đó,
Các vị biết là học liền tại chỗ, tại lớp là đã thuộc về kinh rồi, đọc chung, đọc tập thể được hết. Học theo cách này, xong cái chữ Sukkato rồi đó, ghép lại rồi, Itibiso Phakava Arahang Samma Samputo Vichya Charana Sampanno Sukkato. Xong rồi chúng ta để đó, chúng ta đọc kế tiếp. Lô ca uy đu, lô là trường âm, ca là đoạn âm, quý là đoạn âm, đu là trường âm. Lô ca uy đu, lô ca uy đu, chúng ta đọc cho nó đúng chữ trường âm đoạn âm như vậy đó, thì khi chúng ta thuộc rồi là từ đó về sau chúng ta không bao giờ chúng ta quên được, không bao giờ chúng ta đọc sai được. Lô ca uy đu, lô ca uy đu, lô ca uy đu, lô ca uy đu. Khi chúng ta đã thuộc cái từ lô ca uy đu rồi, chúng ta bắt đầu ghép câu khác, ghép lại, quay trở lại, quay trở lại. Itibiso Phakava Arahang Samma Samputu Vichya Charana Sampanno Sukkato Loka Vidu. Tới đó. Rồi bây giờ chúng ta học cái từ kế tiếp, Anuttaro. Anuttaro á, đoạn âm, nút nhấn âm, ta rô, ta là đoạn âm, rô là trường âm. Ở trong tiếng Bali nó không có khó thưa quý vị, cứ trường âm, đoạn âm, nhấn âm, trường âm, đoạn âm, nhấn âm, mà chúng ta phải biết rằng cái phụ âm ghép nào là đoạn là nhấn âm, còn phụ âm ghép nào là trường âm chúng ta không biết. Thí dụ như chữ đối với ngoại bọn á, bây giờ chị sư từ nào mà gặp cái từ mà ghép ngoại bọn thì quý vị nhớ chưa, sự phụ âm ghép xâm ma xâm bút thô thì chữ xâm đó hai chữ m thì chúng ta phải đọc dụng trường âm, còn chữ bút cái chỗ này cô đừng có ghi, sư thí dụ thôi, đừng có ghi, ghi trở lại nó mất. Thì chúng ta phải biết cái nào là nhấn âm, như chữ nút, anh nút, anh nút, anh nút tà rô, anh nút tà rô, anh nút tà rô. Chúng ta đọc cho đúng như vậy thì đến chừng khi mà chúng ta bắt qua chúng ta tụng thì không bao giờ chúng ta tụng nó lệch được. Cho nên chúng ta đọc Anuttaro nó quen rồi. Bây giờ Itibiso Phakava Arahang Samma Samputo Vichya Charana Sampanno Sukkato Loka Vidu Anuttaro. Chúng ta quen câu vậy. Xong rồi để đó, chúng ta mới đọc cái câu này, cái chữ cái danh hiệu này mới xà dài. Purisat Dhammasarathi. Purisat Dhammasarathi. Thì ở đây chữ Purisat là đoạn âm, Purisat đoạn âm hết ba chữ. Dhamma chữ Dham là trường âm. Ma là đoạn âm, sa là trường âm, rathi là đoạn âm, đoạn âm hết. Do đó chúng ta đọc Purisat Dhammasarathi, Purisat Dhammasarathi. Chúng ta đọc quen rồi đó, đến khi mà chúng ta gặp cái chữ đó chúng ta đọc chúng ta dễ, rất là dễ. Purisat Dhammasarathi, Purisat Dhammasarathi. Nhớ chú ý khi mà dạy ở trên lớp, thưa quý vị, có cái tấm bảng thì chúng tôi đánh dấu cái tự nhiên ở dưới, nhìn lên đầu chữ bút chúng tôi gạch chéo đứng giống như dấu sắc vậy đó,
bút rí sắt đâm cái chúng tôi để cái dấu ngang cái mắt dấu sắt xa để dấu ngang trường âm rất dấu sắc sắc. Do đó khi mà học viên họ nhìn ở bảng á, giống như là một cái người nhạc trưởng mà họ cầm cái cây họ điều khiển cái âm vọng lên xuống vậy đó. Cho nên dầu cho cái chữ nó dài nhưng mà chúng ta biết cách đọc rồi thì nó không có khó. Purisat đâm Masarathi, Purisat đâm Masarathi, Purisat đâm Masarathi, Purisat đâm Masarathi. Thì bây giờ xong rồi chúng ta mới bắt đầu Itiviso Bhagava Arahang Samma Samputho Vichcha Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisat Dhamma Sarathi. Tới chỗ đó xong rồi. Bây giờ cái hồng danh kế tiếp là chúng ta phải học hai từ Sattha Deva Manusa Nam. Sattha Deva Manusa Nam. Sattha Deva Manusa Nam. Bây giờ chúng ta phân tích âm. Sat là những âm bị nó vọng kết dừng ngược. Sát tha sát tha sát tha, một cái nhất một cái trường, âm nhất âm dài, âm nhất âm dài, sát sát âm nhất tha âm dài, sát tha sát tha. Đi qua mà nuốt xa năng. D là âm dài. Qua manus, qua mát ở đây đó thì nó là âm ngắn nhưng mà chữ nút đó là âm nhất. Sa là âm dài, năng là âm dài. Cho nên D qua manus sa năng, D qua manus sa năng. Quý vị chú ý nghe cái cách phát âm, nhìn lên bảng, nhìn lên màn hình, chúng ta thấy mặt chữ thì chúng ta đọc Sattha Deva Manusa Nam, Sattha Deva Manusa Nam, Sattha Deva Manusa Nam. Khi mà chúng ta đọc xong cái đó rồi đó, chúng ta trở lại Itiviso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vichcha Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusa Nam. Cứ vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta đọc cái chữ này. Kế tiếp Buddho Put là âm nhấn. Âm nhấn thì đương nhiên là nó phải dài hơn, đọc đọc nó hơi chậm hơn, chậm hơn cái đoạn âm. Chúng ta nhớ âm nhấn chậm hơn đoạn âm nhưng mà nó vẫn nhanh bằng trường âm, vẫn nhanh bằng trường, nó vẫn dài như trường âm vậy. Put thô put thô Phút thô. Thì bây giờ khi mà đọc xong cái chữ đó thì chúng ta quay trở lại Itiviso Bhagava Arahang Samma Samputho Vichcha Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusa Nam Putho. Xong rồi cái chữ cuối cùng Phakavati, cái chỗ này chúng ta phải kéo dài chữ qua là bị nó hết bài. Phakavati Phakavati, chữ phát gác là âm ngắn, âm ngắn
Hoa lặm dài, tích lặm ngắn. Nhưng mà thay vì nếu còn cái câu nào ở phía sau đó thì chúng ta đọc là phát ra hoa tích tê tí tăng araha gì đó, phát ra hoa tích tí tăng araha đi của na sang vốt tăng, cái đó là bài khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta tụng tới chỗ này thì hết, thì chúng ta cứ đọc là phát ra hoa tí, thì bắt đầu chúng ta đọc nguyên bài Itibiso Phakawa Arahang Samma Samputho Vicha Charana Sampanno Sugato Loka Vidu Anuttaro Purisat Dhamma Sarati Sattha Deva Manusa Nang Putho Phakawati. Chúng ta cứ đọc như vậy. Cho nên cái cách mà chúng ta học tiếng Pali đó thôi, một là chúng ta tập chú ý mặt chữ, cái nào là đoạn âm, đoạn âm, đoạn âm, cái nào là trường âm, trường âm, cái nào là nhấn âm, nhấn âm. Chúng ta phải chú ý những cái phụ âm ghép thường thường là nhấn âm, thường thường là nhấn âm. Chỉ sau này chúng ta sẽ gặp một vài chữ ở trong các cái đoạn kinh khác mặc dù phổ âm két nhưng mà không có nhấn âm, không có nhấn mà đọc là trường, thì trong trường hợp sẽ chỉ cho quý vị. Và sau khi chúng ta đã đọc xong thì trong ý nghĩa này đó, phần thứ hai là sẽ muốn phân tích cho quý vị một cái ngữ nghĩa, một cái ngữ nghĩa trước trước khi chúng ta đọc cái nghĩa nghĩa dịch. Chữ ý tí biết là nó ghép từ chữ ý tí và cái liên từ bí, liên từ bí nó có hai, api hoặc là nó giản lược là pí, xài chữ pí không cũng được mà xài chữ api cũng được. Thành ra cái chỗ chừng nào cái gặp cái chỗ mà dịch tha pí thì trong trường hợp của chúng ta mới xài chữ api, api nó khô, api nó khô, lúc đó chúng ta xài cái chữ chữ api. Còn cái chữ này ít tí tí là ghép từ như vậy. Cái chữ ít tí, cái chữ này, cái nghĩa có đôi khi dịch, có đôi khi không cần phải dịch. Lý do quý vị thấy cái chữ ở phía sau đó, chữ phát qua tí, chữ tí đó là chữ ý tí giản lược. Đúng ra trong tiếng Latin đó, trong tiếng Latin của chúng ta là phải viết cô Nhật Quỳnh này giúp dùm cho cái chữ này, chữ phát qua cái cô để cái dấu cô để cái dấu này ở phía trên là chữ tí. Sự đánh tiếng Bali không được hả ra qua rồi cô đánh cái chữ này rồi trên tới chữ tí nó có đánh vậy nữa đâu có được. Sự đánh như vậy đâu có được. Chữ phát qua tí đánh cái chữ đó, cái chữ có dấu lược đó, chữ tí mà có cái dấu lược đó thì có nghĩa là chữ ý tí mà nó bị dốt âm, cho nên viết đúng chữ putho phát qua tí là phải viết vậy đó. Tiếng Latin đó, Bali Latin là phải viết vậy, Bali Roman là phải viết vậy. Thì cái chữ ý tí đó, nó có nhiều nghĩa, nó có nghĩa là
rằng. Chúng ta muốn nói cái gì thì chúng ta nói rằng, người ấy nói rằng, thì chữ rằng đó hai chấm đó, là chữ ý tí, hoặc là chữ ý tí nó thay thế cho dấu ngoặc kép mở hoặc đóng, dấu ngoặc kép mở đóng. Thí dụ nói Đức Thế Tôn dạy mở ngoặc kép cầm măng sát tê bút phát cho tí và đi đăng hình nắp bên hề tai và tí đóng ngoặc kép, ở đóng ngoặc đơn, ở đóng ngoặc kép, chúng ta đóng ngoặc kép có nghĩa là nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng và hạ liệt, thì chúng ta nhớ cái chữ, gặp cái chữ ý tí gì chúng ta xài trong cái ngoặc kép hoặc là hai chấm. Còn nếu chúng ta dịch từ dịch chữ thì chúng ta dịch là như vậy, rằng như vậy, như là, còn chữ xô phát cầu ba, đúng là chữ phát cầu ba là đứng Thế Tôn, đứng Thế Tôn, Đức Thế Tôn, mà ở trong một vài bản kinh họ gọi là đấng Chí Tôn, là xài theo cái Chí Tôn ca của Bà La Môn thì ta xài như vậy. Cho nên ở đây đó, chúng ta xài chữ Phát Cô Va, đấng Thế Tôn, Đức Thế Tôn. Chữ Xô, bình thường đứng một mình đó, thì chữ Xô là một đại từ, là ấy, người ấy, vị ấy. Nhưng mà ở phía sau chữ Xô có một cái danh từ Phát Cô Va, do đó cho nên chữ Xô Phát Cô Va, Đức Thế Tôn ấy, chỉ Đức Thế Tôn ấy được rồi. A-ra-hăng là một danh hiệu của Đức Phật. Cái danh hiệu này gọi là bậc ưng cúng, bậc ưng cúng. Vì xài ứng cúng theo cái nghĩa vậy chứ đúng rồi, phiên âm á, đọc âm là A-la-hán. Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, A-ra-hăng Samma Sambuddho. Thì chữ A-ra-hăng đọc âm là A-la-hán, mà dịch là bậc ưng cúng. Ưng cúng có nghĩa gì? Ở đây thưa quý vị, theo trong Thanh Tịnh Đạo đó, thì chữ A-la-hán, A-ra-hăng, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, vì Ngài đã xa lìa tội lỗi. Chữ A-ra-hăng là chữ A-ra-cá và ra, cho nên gọi là xa lìa, đã triệt tiêu phiền não, vì chữ Ari là kẻ thù, là phiền não. Hăng tức là hana, hana tí. Arahăng là triệt tiêu phiền não, là kẻ thù. Hoặc là cái chữ Araka, Arakan, hana là cầm bẻ gãy bánh xe luân hồi, bẻ gãy bánh xe luân hồi. Ngài Bố Tát Khô Sáng là dịch rất là nhiều nghĩa. Rồi chữ A-ra-hăng đó còn có nghĩa là không có sở hành khuất lấp,
Chữ ara, ara hay aro có nghĩa là kín đáo, là bí mật. Chữ hana ở đây có nghĩa là hủy bỏ. Cho nên ở đây có nghĩa là không có sở hành khuất lấp. Đức Thế Tôn là bậc không có sở hành khuất lấp. Và cuối cùng ý nghĩa là ngài tuyệt đối xứng đáng được cúng dường. Thì chữ A-ra-hăng cuối cùng cái nghĩa là A-ra-hăng, A-ra-hati, A-ra-hati là xứng đáng. Do vậy cho nên có nhiều nghĩa. Khi đến gọi là Samma Sambuddho, được dịch là chánh biến tri. Hay là chánh đẳng giác cũng được, mà gọi chánh biến tri cũng được. Ý nghĩa của Samma Sambuddho có nghĩa là vì ngài đã tự mình tìm ra chân lý, tự mình khám phá ra con đường giải thoát. Nghĩa là ngài giác ngộ hoàn toàn, giác ngộ một cách chân chính. Rồi cái chữ, rồi cái danh hiệu Vicca Charana Sampanno ở đây ghép ba từ. Sampanno có nghĩa là cái sự thành tựu hay là cái sự đầy đủ. Chữ Sampanno, Vicca là minh, Charana là hạnh. Do đó chữ Vicca Charana Sampanno có nghĩa là minh, có nghĩa là đầy đủ minh hạnh, gọi là minh hạnh túc. Thế nào gọi là đầy đủ minh hạnh? Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh túc vì ngài đã thành tựu viên mãn ba minh. Ba minh ở đây tức là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Bupi niwa sanusti chutu papa tanh nhana và asawakaya nhana với cha gọi là đầy đủ minh. Và thành tựu viên mãn 15 hạnh. 15 hạnh ở đây tức là cái hạnh của túc giới. Ngài là mặc dù là bậc đã giải thoát, nghĩa là không có gì, không cần phải giữ giới nữa, nhưng mà giới hạnh đã cụ túc, rồi phòng hộ muôn quyền. Đức Thế Tôn người luôn luôn các căn được thu thúc, mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái hạnh tiết độ ẩm thực, hạnh luôn luôn tỉnh thức, cái hạnh có đức tin, có tàm, có quý, hạnh đa văn, hạnh chuyên cần, trú niệm, có trí tuệ, chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, chứng tam thiền, chứng tứ thiền. Chứng tứ thiền ở đây gồm có ngũ thiền sắc giới và bốn thiền vô sắc giới. Như vậy gọi là 15. 15 hạnh này viên mãn ở Đức Phật, chứ không phải là ngài bắt đầu mới đào tạo, mới rèn luyện, mới tu tập, mới công phu. Không phải ngài mới công phu như chúng ta, mà ngài đã thành tựu viên mãn 15 hạnh đó. Rồi kế tiếp chữ Sukkato nó gồm có hai từ. Chữ Gato có nghĩa là đi đến. Chữ Su ở đây tiếp từ ngữ này có nghĩa là tốt đẹp.
Chữ Hán dịch là chữ Suvato là thiện, thệ, thiện là tốt đẹp. Thệ có nghĩa là đi, đi đến. Thì như vậy chữ thiện thệ đó, Đức Thế Tôn là bậc thiện thệ Suvato vì Ngài đã đi trên con đường tốt đẹp là chánh đạo. Cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai là Ngài đã đi đến một mục tiêu tốt đẹp là Niết Bàn. Ngài đi đến mục tiêu tốt đẹp là Niết Bàn. Thứ ba, nghĩa thứ ba, Ngài đi bước đi vô dĩ. Cho nên gọi Sức Lạc Tôn. Và còn có cái nghĩa rất đặc biệt là Ngài chỉ tuyên bố Pháp đích đáng. Ở đây được giải thích như thế này nè. Những pháp nào, những điều nào đúng chân lý, liên hệ mục đích hay là có lợi ích thì Ngài mới tuyên thuyết. Và cái điều đó dẫu chúng sanh thích nghe hay là không thích nghe, Ngài cũng nói. Như hãy chúng sanh thích nghe thì Ngài thường xuyên nói, và chúng sanh không thích nghe thì Ngài tùy thời cơ, tùy dịp, tùy lúc mà Ngài nói. Cho nên Ngài, ý nghĩa này là Ngài chỉ tuyên bố Pháp đích đáng. Rồi Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải, Lokavidu. Chữ Lokavidu này chia làm hai từ. Loka là thế gian hay là đời. Chữ Vidu có nghĩa là thông suốt, là bậc thông suốt. Ở đây gọi là giải. Chữ thế gian giải Hán dịch như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu là thông suốt tam giới. Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải Lokavidu vì Ngài biết rõ cuộc đời ở mọi phương diện. Tức là Ngài biết rõ chúng sanh ở trong đời. Phương diện thứ hai, biết rõ cõi sống trong đời. Và thứ ba là Ngài biết rõ các hành trong đời. Chữ lô cá, thế gian đó, hay là thế giới, thì chúng sanh trong đời gọi là thế giới hữu tình. Và chữ lô cá chỉ cho cõi đó, thì gọi là thế giới sanh trú. Và các hành trong đời gọi là thế giới tạo tác. Cái này gọi là sattva loka. Akasa loka và sankhara loka. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử Ngài định nghĩa như thế này: đời là người chúng sanh, đời là người cõi với hành vi, người cõi với hành vi, rốt ráo niết bàn chẳng có chi. Thì ở đây đó, đời, cái tiếng đời tiếng loka là ám chỉ cho chúng sanh cõi và cái hành vi tạo tác. Thì ở đây đối với cuộc đời đó, thế giới hữu tình, thế giới sanh trú và thế giới tạo tác, không có pháp thế gian nào mà Đức Phật Ngài không biết. Cho nên chính vì chỗ đó Ngài được tôn xưng là bậc thế gian giải. Rồi ở đây chúng ta chú ý là ở trong theo Campuchia, theo Chư Tăng Campuchia thì
Hồng danh Đức Phật có 10, hay là bên Hán Tạng, bên kinh Hán Tạng thì cũng nói hồng danh có 10. Anuttaro họ kể riêng, tức là vô thượng sĩ. Và Purisat Dhammasarathi thì kể riêng, tức là bậc điều ngự trưởng phu. Người người Thái thì họ gom lại thành một Anuttaro Purisat Dhammasarathi, là vô thượng điều ngự. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta dịch cách nào đi nữa chúng ta cũng bỏ thiếu từ. Bởi vì nếu mà chúng ta dịch là vô thượng sĩ Anuttaro thì cũng có nghĩa, rồi Purisadamasarathi, Purisat là nhân vật, Dhamma là điều phục, Sarathi là người đánh xe. Cho nên Purisat Dhamma Sarathi là bọn đánh xe điều ngự. Còn nếu mà chúng ta nói điều ngự trưởng phu á, hoặc là chúng ta nói vô thượng điều ngự, cái câu mà vô thượng điều ngự, chúng vô thượng là Anuttaro, chữ điều ngự thì chúng ta lấy con chữ Dhamma thôi, là chúng ta bỏ đi cái chữ Purisa và Sarathi. Trong khi đó thì tiếng Bali đó, Sarathi là bậc đánh xe, Dhamma là điều ngự, Purisa là con người, nhân vật. Ở trong chú giải giải thích, trong Tăng Tịnh Đạo giải thích, Đức Thế Tôn là bậc vô thượng sĩ Anuttaro vì Ngài cao thượng hơn tất cả chúng sanh, không có ai trong đời cao cả hơn Ngài, toàn diện hơn Ngài về giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên chúng ta lấy chữ Anuttaro lấy riêng cũng được, không sao cả. Nhưng mà chúng ta nói bậc vô thượng, tức là chữ Anuttaro là chữ Na và chữ Uttara. Anuttara, Anuttaro có nghĩa là không có ai cao hơn, không có ai cao thượng hơn. Còn Thế Tôn, Đức Thế Tôn là bậc điều ngự trưởng phu, Purisat Dhammasarathi, là vì Ngài giống như người huấn luyện thuần hóa những con người khó thuần hóa và những con người cần được thuần hóa. Thì ở trong chú giải giải thích tại sao mà Đức Thế Tôn có cái danh hiệu là Purisat Dhammasarathi, Ngài cảm thắng được ma vương Mara, ác ma, cảm thắng được ác ma. Ngài cảm thắng được Dạ Xoa Alawaka, Ngài cảm hóa được Voi Nalagiri, Ngài thu phục được Angulimala, tướng cướp Angulimala, Ngài chế ngự được cái sự du khống của nàng Chinh Cha, Ngài thuyết phục được ngoại đạo Sachaka, Ngài thu phục được Long Vương Nandobananda, và Ngài đã cải tạo được tri kiến của Phạm Thiên Bát Cát. Tám cái nhân vật này là khó trị nhất, tám nhân vật này khó trị nhất mà Ngài đã trị được, Ngài đã điều ngự được, cho nên được gọi là Purisat Dhammasarathi.
Tiếp đến đây danh hiệu gọi là Sattha Devamanusana. Chữ Sattha Devamanusana chữ Sattha là bậc đạo sư. Còn Deva là trời, là vị trời, hay chúng ta gọi là chư thiên. Manusa là loài người. Đi qua Manusa tức là thiên nhân, là trời người. Vì chia theo sở thuộc cách cho nên sở thuộc cách rất nhiều, mới là đi qua Manusa năng. Vì A năng là sở thuộc cách rất nhiều, là của trời người. Như vậy Sattha Devamanusa năng là thầy của trời người, và trong Hán dịch gọi là bậc thiên nhân sư, bậc thiên nhân sư. Đức Thế Tôn là bậc thiên nhân sư vì ngài là bậc thầy dạy dỗ pháp giải thoát cho trời và người, một vị đạo sư có lòng thương tưởng cho đời, cho nên ngài mới có cái hồng danh đó. Cái chữ bút thô thứ chín gọi là bút thô. Chữ bút thô ở đây đọc âm là Phật, mà đọc âm cho nó đủ chữ là Phật Đà. Chữ bút thô là Phật Đà, nhưng mà tiếng miền Nam chúng ta âm là Phật thì xa. Chữ Phật như người Thái hay người Khmer đó, người ta đọc là Raput, Raput, lấy chữ Phật thôi. Thành thử ra ở miền Bắc đó, người ta gọi là Bụt. Thì chữ Bụt nó tương đối là nó cũng gần với chữ Phật Thác. Chữ Raput, chữ Phật với chữ Bụt thì gần gần giống nhau, nhưng mà đọc trại qua tiếng miền Nam á, thì gọi là Phật thì đừng quá xa. Nhưng mà đã xài quen rồi, Hòa Thượng Nhất Hạnh đề nghị là xài chữ Đức Bụt, nhưng mà không ổn, là tại vì nào giờ ta đã quen xài Đức Phật. Ở ngoài miền Bắc thì hoặc là chuyện cổ tích người ta kể là ông tiên ông Bụt hiện xuống để giúp đỡ cho người nghèo khổ khốn khó vân vân. Ông tiên ông Bụt là Đức Phật, tiên Phật, nhưng mà bây giờ người miền Bắc người ta vẫn gọi là Đức Phật chứ không ai gọi là Đức Bụt hết. Chúng ta gọi là Phật giáo chứ không ai là Bụt giáo, không thể đọc là Bụt giáo được, không thể nói là Bụt giáo được. Cho nên cái tiếng phi âm này khó đó, đã quen xài quen. Chữ Phút Thô nó xuất phát từ cái động từ Phút Chật Tí, có nghĩa là giác, giác ngộ. Cho nên trong 10 hồng danh Phật thì chúng tôi không có xài cái chữ Đức Thế Tôn là Phật, mà chúng tôi xài Đức Thế Tôn là bậc giác giả. Chữ Phút Thô là giác giả. Ở đây Đức Thế Tôn là bậc giác giả Phút Thô vì ngài đã thức tỉnh khỏi giấc ngủ vô minh. Ở trong chú giải tiểu bộ kinh, chú giải tiểu bộ kinh mà cái tập gọi là Khúc Đắc Bà Thác là tiểu tụng chú giải về cái chữ Phật đó. Vichcha Nidda, Vichcha Nidda Vichati Tí Phút Thô, tức là tỉnh thức khỏi giấc ngủ vô minh. Bây giờ chúng ta đang ngủ vùi ở trong giấc ngủ vô minh phạm phu chúng ta, nhưng mà Đức Thế Tôn là bậc ngài đã tỉnh thức trước, ngài không có mê ngủ nữa, ngài không có mê ngủ trong giấc ngủ vô minh được, ngài thức tỉnh trước chúng sinh. Cho nên ngài mới gọi là Phút Thô là Phật, là giác giả.
Ngài đã giác ngộ con đường giải thoát. Ý nghĩa thứ hai, Ngài đã thấy rõ bốn chân lý khổ tập diệt đạo, cho nên ba ý nghĩa đó Ngài mới gọi là bậc Bố Thí. Cuối cùng, cái hồng danh mà được gọi là Pháp Hoa đó, hồi nãy chúng tôi đã trình bày quý vị cái chữ Pháp Hoa. Ở sau cùng Pháp Hoa Tí, lấy cái chữ Pháp Hoa vô lược và chữ tí, chữ ý tí thì chúng ta khỏi cần giải thích nữa. Nhưng mà chúng ta đừng có chú thích từ ngữ chữ Pháp Hoa Tí, chúng ta viết chung như thế này nó tưởng đâu động danh từ Pháp Hoa Tí thì chúng ta sẽ bị nhầm với cái phân phạm khác, cái ngữ pháp khác. Cho nên chúng ta cứ để Pháp Hoa được rồi, chữ ý tí đã giải thích xong thì chữ Pháp Hoa ở đây đó, thông thường người ta gọi là Đấng Chí Tôn hay là Đức Thế Tôn, nhưng mà chữ đó không phải là nghĩa của chữ Pháp Hoa. Chữ Pháp Hoa người Thái người ta dịch là Phra Phúc Mi Phra Phát, tức là người có phần. Ở đây lúc đó Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài dịch cái chữ Pháp Hoa mà Ngài lấy theo cái nghĩa của Nam Truyền Đại Tạng Nhật đó, thì chữ Pháp Hoa ở đây đó, trong đó có nghĩa là cụ thoại đức giả. Chữ giả ở đây đó là bậc, là người. Cụ thoại đức, cụ là đầy đủ hay là có. Thoại đức tức là những cái điều tốt, những cái điều tốt đẹp. Ngài được gọi là bậc Pháp Hoa vì một danh xưng cao quý mà thế gian tôn sùng gắn cho Ngài mới gọi là Thế Tôn. Bởi vì Ngài là bậc đáng kính, bậc đáng quy phục nhất trong đời. Nhưng mà ở đây đó, trong cái nghĩa khác thì chúng ta phải hiểu rằng thế gian gọi Đức Thích, gọi Pháp Hoa, gọi Ngài là Pháp Hoa vì Ngài là người hữu hạnh may mắn nhất. Tại sao Ngài là người hữu hạnh may mắn? Bởi Ngài đã đạt đến cái sự toàn thiện, phúc lạc, hiệp thế và lạc siêu thế. Ngài đạt đến toàn thiện, phúc lạc, hiệp thế. Thứ nhất là Ngài thành tựu thân 32 đại nhân, 32 tướng đại nhân, 32 tướng đại nhân. Maha Punsalakkhana, tướng đại nhân. Ngài có Asetit Lukyachana, tức là có 32 vẻ đẹp, 32 vẻ đẹp. Quý vị muốn biết 32 tướng và 80 vẻ đẹp thì quý vị xem trong kho tàng Pháp học mà chúng tôi soạn ở phía sau cùng. Ở phía sau rồi Ngài theo ở trong Milindavanha đó, thì Đức Thế Tôn là bậc mà Ngài có phước đặc biệt là người ta chư thiên và nhân loại cúng dường cho Ngài không thiếu cái gì hết. Nhưng mà Ngài sống tri túc cho nên Ngài nhận vừa đủ thôi chứ làm thiếu hết. Ngay khi Ngài còn ở tại gia cư sĩ, họ còn là thái tử Sĩ Rực Ta, lúc còn Ngài vua tỉnh Phạm Vương mà
dừng ngôi cho thái tử Siddhartha Setatha đây là vua, thì lúc đó bốn hầm châu báu của chuyển lương vương hiện lên cho ngài, cho nên ngài là bậc ở tại ở siêu thế ở hiện thế đó, thì ngài thành tựu cái phúc lạc. Hiện thế và siêu thế gọi là siêu thế đó, là ở đây chỉ cho nó có lục quốc ta rất thầm mắt, tức là chính cái pháp siêu thế là bốn đạo bốn quả và niết bàn. Ngài là người đầu tiên mà đạt đến cái đó đó, cho nên được gọi là phúc lạc. Đó là những cái ý nghĩa về mười hồng danh mà chúng ta phải học. Từng điều, nhưng mà khi chúng ta nhớ rồi đó, thì ở đây chúng ta nhớ ý nghĩa rồi, một là chúng ta đọc tụng bằng tiếng Pali, Itibiso Phakava Arahang Sama Sambuddho Vichalacharana Sambandho Subhato Lokavidu Vandutaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusa Nang Puttho Phakava Thị. Bậc Chí Tôn ấy là bậc ưng cúng chánh biên tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Hoặc là có cái bài xưng tán như thế này: hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày bậc thế gian giải chỉ bài lý chân, vô thượng sĩ pháp âm tịnh diệu bậc trưởng phu điều ngự vô sanh điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành Phật Đà toàn giác Thế Tôn trong đời. Đó là cái bài xưng tán, cái bài xưng tán để chúng ta tụng. Còn khi mà chúng ta hành cái pháp môn gọi là Devanusti, là pháp môn niệm Phật đó, thưa quý vị, tùy niệm Phật đó, thì chúng ta ngồi yên lặng, chúng ta niệm tưởng trong tâm, thì chúng ta niệm tưởng từng hồng danh như thế này: Itibiso Phakava Arahang 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 Arahang, cho đến khi mà tâm nhập vào trong cái ý nghĩa Arahang rồi đó, thì chúng ta mới tiếp tục Itibiso Phakava Sama Sambuddho Sama Sambuddho Sama Sambuddho Sama Sambuddho, nhập tâm vào trong cái danh hiệu Sama Sambuddho rồi đó, lúc đó chúng ta qua Itibiso Phakava Vicca Charana Sambandho Vicca Charana Sambandho Vicca Charana Sambandho, Đức Thế Tôn là bậc minh hạnh túc. Itibiso Phakava Subhato, Đức Thế Tôn là bậc thiện thể. Itibiso Phakava Lokavidu, Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải. Itibiso Phakava Lutaro, Đức Thế Tôn là bậc vô thượng sĩ. Itibiso Phakava Purisa Dhammasarathi, Đức Thế Tôn là bậc điều ngự trưởng phu. Itibiso Phakava Sattha Deva Marusa Năng, Đức Thế Tôn là bậc thiên nhân sư. Itibiso Phakava Puttho, Đức Thế Tôn là bậc giác giả. Itibiso Phakava Phakava, Đức Thế Tôn là bậc cụ thoại đức giả. Chúng ta cứ đọc như vậy, đọc lấy cái đầu là một cái vế nền. Itibiso Phakava là một cái câu nền, rồi chúng ta mới thêm vào thay đổi 10 cái hồng danh vào trong đó. Chúng ta cứ niệm như vậy, chứ không phải là chúng ta niệm Phật rồi chúng ta đọc hoài cái bài Itibiso Phakava Arahang Sama Sambuddho đâu. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái này, một là chúng ta đọc chữ cho nó đúng âm, hai là chúng ta phải hiểu nghĩa từng điều một, ba nữa là chúng ta nếu đọc tụng hàng ngày thì chúng ta tụng hết bài
tụng những cái bài xưng tán như tụng kinh vậy đó, tụng kinh thực hành đó. Còn nếu mà chúng ta hành thiền thì như chúng tôi đã chỉ cho quý vị cái cách gì, tức là lấy một cái câu nền Itimiso Phagava, rồi Itimiso Phagava Arahant, Itimiso Phagava Samma Sambuddho, vân vân. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ học. Mong rằng là cái cách mà chúng tôi trình bày ngày hôm nay đó, nó sẽ giúp cho quý vị Phật tử chúng ta có một cái khái niệm về kinh tụng cái bài Ân Đức Phật Quốc Thân Quốc Ná. Cách mà chúng ta đọc học thuộc lòng, cách chúng ta học thuộc lòng tiếng Pali, học từng từ cho nó thuộc, rồi với tới đến từ thứ hai, từ từ thứ hai thuộc rồi, chúng ta ghép, chúng ta đọc trở lại từ một, từ hai, rồi chúng ta đọc kế tiếp từ thứ ba cho thuộc, rồi với chúng ta mới bắt đầu ôn lại từ một, từ hai, từ ba, rồi chúng ta học từ thứ tư cho thuộc, rồi chúng ta mới ôn lại một, hai, ba, bốn, cứ vậy đó. Làm như thế đó thì khi mà chúng ta học một buổi, học hết các từ, các danh từ, các cái cụm từ ở trong bài kinh, là lát sau là chúng ta sẽ thuộc hết bài kinh, thưa quý vị, thuộc hết bài kinh. Mà chúng ta thuộc hết bài kinh như vậy là chúng ta sẽ không có sai được, chúng ta không có sai được khi chúng ta đọc. Và ở đây không có nghĩa là chúng ta chỉ có tụng kinh nhật hành về ấn Đức Phật, mà chúng ta có thể áp dụng trong cái phương pháp gọi là Puttanusati, là tùy niệm Phật, trong 10 cái phương pháp tu tập thiền chỉ cẩn định đó, Upacara Samadhi đã dạy cái chỗ đó. Cho nên mong rằng sẽ đem lại lợi ích cho quý vị ở trong cái buổi học Phạn ngữ Pali hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài dạy Phạn ngữ hôm nay như vậy. Tiếp theo còn cái thời gian khoảng 35-40 phút, xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng và chư tăng làm việc. Nam mô Bụt Thầy. Thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng có đôi lời về cái bài học ngày hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng tọa. Sao chú cái chuyện chúng ta chú chưa? Chính chúng ta chú chưa đi nghỉ, chúng ta làm việc cũng được 1 tiếng rưỡi rồi. Bạch Chư Tôn Đức và Thượng Úy Đạo Hữu, bây giờ trước khi mà chúng ta nói một số điểm về căn bản quan phạm, thì không biết là chúng ta Hợp Đăng hay chúng ta Quyền, Đại Đức Pháp Tính có vị nào khoan hỷ giúp để hướng dẫn quý Phật tử tụng bài về ấn Đức Phật, khoảng chừng ban đầu chúng ta đọc chậm, rồi sau đó chúng ta có thể đọc thêm, đọc đi đọc lại 2-3 lần được không? Không biết quý ngài có vị nào có mặt ở trước máy và có thể hướng dẫn quý Phật tử đọc và đọc phần Phạn ngữ này được không? Một lần nữa xin được hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có ở trước máy không? Thượng tọa Thế Quyền ấy, Thượng tọa có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không vậy? Bây giờ thì có lẽ là dạ, có thì Thượng tọa khoan hỷ giúp hướng dẫn quý Phật tử đọc Phở Đức Phật bằng tiếng Phạn trong khoảng 10 phút để quý Phật tử quen và thừa lọt kính thưa thưa
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chỉ con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ thầy siêu thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, tọa Pháp Đăng. Để Đức Phật tính đến Đức Tuệ Tri Sư Nguyên Thông cùng chư tăng, thân chào quý tín hữu cùng chư Phật tử. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ tập đọc cái kinh. Có ví dụ bắt vô lại từ từ đi. Mình có bắt lại từ từ, chúng ta sẽ đọc từ từ. Dạ. Về nhà để Đức Nguyên Thông hay là bên chị Túng giúp dịch dạ. Chúng ta đọc đi. Ít tiết bí sô pha ga hoa a ra hằng ít tiết bí sô pha ga hoa a ra hằng. Chúng ta nhớ dừng là những chỗ nào trường âm được, chúng ta dừng cho nó đủ chữ. Ví dụ ít tiết bí sô, ít tiết bí sô pha ga hoa a ra hằng ít tiết bí sô pha ga hoa a ra hằng iti bi so phagava arahang iti bi so phagava arahang. Iti bi so phagava arahang iti bi so Phagava Arahang Samma Sambuddho Samma Sambuddho Iti biso Phagava Arahang 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 samma sambuddho iti biso bhagava arahang samma sambuddho iti biso bhagava arahang samma sambuddho viccha viccha charana sambandho. Vì nghe chúng tôi đọc rõ cho nên này viccha cha 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 viccha charana sampanno viccha viccha cha ha viccha 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 charana sampanno viccha charana sampanno viccha charana sampanno. Chữ C chúng ta đọc chát 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 nghe chữ chát chát. Vicca charana sambano, vicca charana sambano, vicca 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 charana sambano, vicca charana sambano, vicca charana sambano. Iti biso bhagava arahang samma sambuddho viccha charana sambanno iti biso bhagava arahang samma sambuddho viccha charana sambanno iti biso bhagava arahang samma sambuddho viccha charana sambanno
Iti piso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, sugato lokavidu, sugato lokavidu, sugato lokavidu, sugato lokavidu, iti biso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Iti biso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, iti biso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, iti biso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, anuttaro 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 anuttaro, iti biso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, anuttaro iti biso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, anuttaro purisa dhamma sarathi, 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 iti bhikkhu bhagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, anuttaro purisa dhamma sarathi, iti bhikkhu bhagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, anuttaro purisa dhamma sarathi, iti biso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, anuttaro purisa dhamma sarathi, sattha sattha deva manusanang, sattha sattha deva manusanang, 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 iti biso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, anuttaro purisa dhamma sarathi, purisa dhamma sarathi, sattha deva manusanang, iti biso phagava arahang samma sambutho vichya charana sambano. Sugato lokavidu, anuttaro purisa dhamma sarathi, pusti purisa dhamma sarathi, sattha deva manusanang, iti biso phagava arahang samma sambutho
ô vi cha cha ra na sam ba no su ga to lo ca vi do an u ta ro pu ri sa da ma sa ra thi sa tha de va ma no sa nang bu tho pha ga va ti bu tho pha ga va ti cho nên chúng ta kéo dài chút xíu chỗ trường âm a tí á. Bồ Tát Phật Ca Ti, Bồ Tát Phật Ca Ti, Bồ Tát Phật Ca Ti, Hỷ Tỳ Bi So Phật Ca Arahang, Samma Sambuddho, Vicca Charana Sambano, Sugato. Loka Vido Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Mano Sanang Buddho Phagavati. Bây giờ chúng ta đọc chung thử ha. Iti Biso Phagava Arahang Samma Sambuddho Vicchacharana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Mano Sanang Buddho Bhagavati. Iti biso phagava arahang samma sambuddho vicchacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva mano sanang Buddho Bhagavati. Iti biso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicchacharana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Mano Sanang Bồ Tho Phagavati. Để chúng ta đọc ba lần nữa để thỉnh thương tỏ quay trở lại. Iti biso Phagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sattha Deva Mano Sanang Buddho Bhagavati. Iti biso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Mano Sanang Buddho Bhagavati. Iti biso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Mano Sanang Buddho Bhagavati. Dạ, con kính chúng ta quay trở lại năm một nhé. Sao thủ kính trưng sự tập tại quyền. Thật là một điều rất là khoan hỷ là khi ở trong room có nhiều vị giảng sư như sự tập tại siêu giảng về ý nghĩa và sự tập tại quyền hướng dẫn quý vị. Đại lý Phúc Tính, quý đại lý Phúc Tính có mặt ở trước máy không? Nếu đại lý Phúc Tính đang có mặt ở trước máy, xin đại lý Phúc Tính hoàn thiện cho biết.
Dạ, nếu tính quan hỷ tụng lời bài này ấn Đức Phật 3 lần dùm chắc, chỉ là tụng tụng giống như chúng ta tụng bình thường thôi. Sau khi sư Quyền đã hướng dẫn quý Phật tử đọc, xin kính thỉnh sư tổ đại đức Phật tính tụng lời cho 3 lần. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đạo, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng kính chào những cô tu nữ cùng các vị thiền đạo tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị. Itibiso pagawa arahang samma sambuto wicca carana sambanno sugato lokawidu anuttaro burisa dhamma saratisa thade wamanusa nang buto pagawati. Quá nhanh quá không quý vị. Itibiso Bhagava arahang samma sambuddho vicca carana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma saratisa thade vamanusa nang buddho bhagavati. Itibiso pagawa arahang samma sambuddho vicca carana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathisa thade vamanu sanang buddho pagawati. Dạ, con cũng bạch thượng tọa, con cũng quan hỷ với cái vấn đề tụng kinh. Thật ra thì ở ở tại cái chùa Mũ Đức thì coi như là cái người mà người ta không biết về Phật giáo nhiều, ở xung quanh người ta không biết về Phật giáo nhiều, và mỗi khi mà có những cái người mà người ta nói chung là hấp hối thì phải nói rằng những cái ân đức này đó, con tụng như là con tụng ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, hình như con tụng trong vòng khoảng chừng xuyên suốt cỡ chừng 40 phút, 40 phút mà con tụng toàn là ân đức Tam Bảo không nhà. Rồi khi mà con quay lại thì con thấy người ta ra đi, người ta đã ra đi theo cái tiếng kinh luôn. Thành ra nhưng mà lúc trước nhà ở trong cái khoảng thời gian trước sức con còn khỏe, ra con tụng chậm chậm mà từ nói chung là cho người bệnh người ta nghe, người hấp hối người ta nghe trong vòng phải 30 phút, 40 phút. Rồi khi mà con nhìn lại là con thấy người ta ra đi trong tiếng kinh luôn. Thành ra có nhiều lúc cái bài, mấy cái bài này con tụng tụng đi tụng lại, tụng đi tụng lại. Thành ra bây giờ mà thượng tọa mà lên tụng lại nó thì con rất là hoan hỷ. Và bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thuộc chương trình được có tính. Bây giờ thì để nhờ sư Nguyên Thông quan hỷ, sư Nguyên Thông hôm nay chúng ta có một đoạn nói về văn phạm. Trước khi mà chúng ta học vào văn phạm Bali đó, thì chúng ta nên biết một số khái niệm về văn phạm. Ví dụ thế nào là một danh từ, thế nào là một động từ, thế nào là tính từ, thế nào là trạng từ, và thế nào là một câu. Ở đây thì sư Nguyên Thông là một người không phải chuyên học về về ngôn ngữ mà lại là một giáo sư về ngôn ngữ nữa. Rằng sư Quang Hỷ nói về một số các cái căn bản, căn bản thế nào là một câu, tại sao có những cái câu rất ngắn mà nó là thành câu được, mà có những cái mà viết lung tung mà nó là không thành câu được. Thì xin trình sư Quy Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ nói sơ qua về những điều mà con đã học
nhưng mà không phải là nói hay nhất, đúng nhất những điều con biết thế nào là con trình bày sẽ hết thế này. Kính thưa sư phụ, trong lĩnh vực ngôn ngữ thì một câu có phải là một câu là hoàn toàn mà tiếng Tây gọi là infinite complete hay là a complete sentence, tức là một câu mà nếu bình thường nó thì phải có chủ từ, động từ và tốt từ, nhưng mà có những câu chỉ cần một chữ thôi, thí dụ là bảo đi chỉ cần một chữ thôi, thành ra một cái câu hoàn chỉnh là phải có động từ tốt, chủ từ, động từ và tốt từ. Và ngoài ra còn có những tiếng mà bổ túc từ nó để làm cho mình hiểu nghĩa thêm, mà những tiếng đó gọi là tỉnh từ, adjective. Thí dụ như là cái nhà to, cái nhà lớn, cái nhà màu xanh, màu vàng. Còn cái chữ cái trước nên gọi là mạo từ, the article, tức là cái nhà, hay là une maison, the house, thì tất cả cái chữ đầu đó gọi là mạo từ, nó đứng trước cái danh từ. Mà cái chữ chữ mà nó chỉ cái danh từ đó nó như thế nào thì cái đó là tỉnh từ, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu lớn, màu nhỏ, cao thấp thì cái đó là tỉnh từ. Rồi trạng từ là gì? Trạng từ là một cái từ nó bổ nghĩa cho động từ, cái đó gọi là adverb, tức là cái chữ đó nó đứng gần tiếng động từ gọi là adverb, nghĩa là người đó nói như thế nào, nói rất hay, chữ hay đó đó, chữ rất đó đó thì nó là cái trạng từ hay như thế nào đó. Thành ra một câu nó có nhiều từ như vậy, mà hồi nãy con thấy sư phụ đã nói đầy đủ những cái chữ mà nó bổ túc cho cái danh từ là tỉnh từ, mà chữ bổ túc động từ là trạng từ. Cái đó là cái căn bản mà cái người nói hay người viết viết đúng như vậy thì nó đầy đủ. Chứ còn nói thêm là những cái mạo từ đứng trước chữ danh từ, rồi cái động từ, rồi như thế nào là adverb, rồi như thế nào, thì cái đó là có 8 phần riêng biệt trong một câu hoàn chỉnh của nó là như vậy. Kính thưa chư vị, thì thưa sư phụ, con chỉ nói như vậy là dường như là nó gom góp lại tất cả những cái ý nghĩ trong câu, mà cái người viết văn hay là cả người mà nói chuyện mà nói mà đầy đủ như vậy thì khiến cho cái câu dễ nghe và dễ hiểu. Mà người mà không có hiểu một chút văn phạm hay là ít khi đi nói chuyện thì ra nói nó không, nó ngắn và nó không có rõ nghĩa. Có nhiều người mà chat lên cái trên màn hình này mà đôi khi mình đọc mình hiểu nghĩa, là tại vì cái tư tưởng của người đó nó không có rõ ràng, không có biết là một cái câu hoàn chỉnh là như thế nào, một cái complete sentence hay là một cái infinite complete là như thế nào, thì cái đó khiến cho người ta hiểu khó khăn. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con hiểu biết nhưng mà có lẽ là không được đúng lắm. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lâm Ai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đầy đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Trở Lâm Ai. Sa thủ kính trường sư Minh Thông. Thưa quý vị, như lời sư Minh Thông nói đó, thì một cái câu nói, dù là văn viết hay văn nói, chúng ta nói đúng như một câu thì nó phải luôn luôn có cái động từ. Dạ, yeah, được. Giống như sư Minh Thông nói đi, chỉ đi không á là hãy đi đi. Dạ, yeah, bây giờ bắt đầu đi đi. Khi mà một người nói đi, tức là ví dụ như 5-3 người tập trung lại mà có một người lớn nói đi, tức là chúng ta hãy đi bây giờ. Dạ, yeah, đi. Thì chỉ đi không một mình đó, nó có trở thành, nó có thể là một câu. Nhưng mà bây giờ là mình nói là chúng ta, thì nói chúng ta không biết làm gì hết, thì chúng ta, nó không thể là một câu được. Hay là chợ, không thể là một câu được. Chúng ta đi chợ thì nó là một câu, nhưng mà chúng ta đi nó cũng là một câu. Hay là đi, nó là một câu. Thì như vậy có một cái luật luôn luôn là
bắt buộc. Đó là trong một câu nói nó phải có một động từ. Động từ có thể một hành động, có thể chỉ cho một trạng thái, có thể chỉ cho một cái cá thể. Ví dụ như mình nói rằng tôi lấy, thì lấy đó là một hành động. Nhưng mà trong ngôn ngữ có nghĩa là tôi là ai đó, và tôi là người đưa thư, tôi là người phát biểu, thì chỉ là nó cũng tính là một động từ. Hoặc giả là nó chỉ nói là một trạng thái, ví dụ như nói rằng tôi buồn, tôi vui, thì cái buồn và cái vui chỗ đó nó cũng là một một động từ. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng tôi chỉ muốn nói một khái niệm rất là nhỏ, là giữa các ngôn ngữ. Thứ vì có những thứ ngôn ngữ mà người ta không có cái chia động từ, người ta không có chia động từ. Chia ở đây thì chia theo ngôi, hay là chia theo thời, chia theo cách. Bây giờ trong tiếng Anh đó, thì người ta có chia theo ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nhưng mà chúng ta nghe nói là I am, thì động từ to be ấy, là chữ am, là ngôi thứ nhất. Rồi you are, he is, thì chữ am, chữ are, chữ is, những chữ đó đó nó đều là cái chia động từ của theo ngôi hết. Rồi chẳng những chia theo ngôi mà còn chia theo thời, và chia theo thời, thời quá khứ, thời hiện tại, tương lai. Thì cái chia động từ đó, đó nó không có ở trong tiếng Việt của chúng ta. Ở trong tiếng Việt chúng ta thì nói rằng tôi là, anh là, em là, chị là gì đó, thì chúng ta không có chia động từ. Vì vậy khi mà người Việt Nam chúng ta học văn phạm á, thì đôi khi chúng ta hơi rối. Chúng ta hơi rối là chúng ta không có quen chia động từ. Dạ. Chứ tôi muốn nói quan trọng của động từ là ở trong bất cứ câu nào nó phải có động từ mới thành câu. Nhưng mà trong cái động từ ở trong tiếng Việt Nam mình thì không có chia. Nhưng mà trong tiếng Bali đó thì đặc biệt là phải chia. Dạ. Không có tiếng Bali nào mà không có chia hết. Ví dụ trong tiếng Anh mà mình nói về một cái nguyên ngữ, mình nói là go là đi, go là, nhưng mà chữ go ít khi nào xài lắm. Dạ, ít khi nào xài lắm. Hoặc là họ nói là I went, là I have gone, hay là I'm going to. Thì thưa quý vị, cái chữ go, to go á, là một chữ mà rất ít khi xài từ đó không. Trong lúc đó tiếng Việt Nam của chúng ta thì cách nào cũng đi hết. Chúng ta chỉ thêm một cái giới từ là tôi đã đi, tôi vừa đi, tôi sẽ đi, tôi sắp đi, nhưng mà chữ đi nó không có chia, nó không có biết rằng. Chúng ta chỉ thêm, dĩ nhiên là có nhiều phần tử mới nghe thì thấy rằng ồ, như vậy tiếng Việt mình nó dễ, tiếng Việt mình dễ học. Nhưng mà giờ đồng ý có những phương diện thì rất là dễ, nhưng mà có những phương diện á mà mỗi một ngôn ngữ nó có lợi thế của nó. Nhưng mà trong tiếng Bali đó thì đặc biệt là danh từ và động từ đều chia rất nhiều. Và cái chia này đó mới nghe thì nó rối, nhưng mà mình học quen á thì nó rất có lợi. Dạ, nó rất có lợi và nó không có sai được. Dạ, ở trong một câu, ví dụ như là chúng ta nói thì chúng ta phải nói là mình vừa nói, mình sẽ nói, mình sắp nói, hay mình đang nói, vân vân. Nhưng mà trong tiếng Bali chỉ giống như tiếng Anh đó, chỉ đổi một vài cái chữ cuối rồi là cái tiếng biên ngữ thì
chúng ta thấy là chúng ta không cần phải thêm những giới từ vào. Và đặc biệt là nhân từ cũng chia, mà động từ cũng chia. Có thể nói rằng tiếng Pali mà Đức Phật ngày dạy mấy ở trong châu thổ sông Hằng cách đây 25 thế kỷ đó, thì thứ vì 25 thế kỷ về trước tiếng Anh chưa có, tiếng Anh chưa có, tiếng Đức chưa có, cái mà tiếng Anh chúng ta biết ngày nay đó là chỉ mới hình thành sau này. Và thời đó đó thì phản ngữ Pali là đã có một cái ngữ pháp, một cái văn phạm tương đối rất là tinh tế lắm. Nên quý Phật tử khi học vào một cái ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Phạn đó, thì chúng ta nên chịu khó là cái ngôn ngữ tiếng Phạn và ngôn ngữ chúng ta đó, và tiếng Việt chúng ta đó, về vấn đề văn phạm có nhiều điều rất là xa lạ, rất là xa lạ. Cái khái niệm không được dùng, ví dụ như tối qua chúng tôi có nói chuyện với Đại Đức Tuệ Tri là ở trong tiếng Việt Nam chúng ta thì chưa bao ít bao giờ chúng ta nghĩ đến có cái gọi là bất biến quá khứ phân từ, bất biến quá khứ phân từ. Nhưng mà bất biến quá khứ phân từ là gì, tại sao? Thì thưa quý vị, ở trong tiếng Anh thì xài rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt trong tiếng Phạn thì điều đó nó lại quan trọng nữa, nên rất cần để chúng ta có cái căn bản về văn phạm. Người ta nói rằng mình muốn hưởng thụ một cái văn hóa khác thì mình phải có căn bản văn hóa mình. Và câu nói đó cũng không sai, khi mà chúng ta nói rằng mình muốn học một cái ngôn ngữ khác thì chúng ta phải nói cho đúng, nói cho chính xác ngôn ngữ của mình. Nhưng mà không may là cái văn phạm trong tiếng Việt và văn phạm tiếng Phạn tương đối nó khác nhau nhiều. Là có một số khái niệm mà chúng ta cần được nhắc ở tại đây. Bây giờ thì chú Lê xin trở lại trong cái phần phát âm ở trong bài tụng đó, là thưa vì nãy giờ quý vị nghe Thượng Tọa Từ Siêu hướng dẫn tụng, rồi Thượng Tọa Tuệ Quyền, rồi Đại Đức Pháp Tính, chúng tôi muốn nói rõ một điểm như vậy là chúng ta khi mà học tụng tiếng Phạn đó, là đầu tiên chúng ta phải đọc với sự phát âm chính xác. Và Thượng Tọa Tuệ Siêu với Thượng Tọa có thêm cái dấu nhấn, nhưng mà chúng tôi thì thưa vị, người ta tụng kinh cũng trừ khi họ làm tác pháp yết ma, đọc tăng sự, nhất là kiểu miếng điện họ đọc họ nhấn thôi. Bình thường á thì có để ý là âm ngắn và âm dài giảm, giống như mình nói ý thi bi so pha ca oa, thì ý là ngắn, tí là ngắn, bí là ngắn, so là dài, pha ngắn, ngá gá ngắn, oa là dài. Ý thi bi so pha ca oa, ý thi bi so pha ca oa, thì chúng ta phải làm sao mà ngay khi chúng ta tụng, họ đọc từng chữ, chúng ta đọc cho chính xác, rồi chúng ta ghép lại với nhau. Itibiso Phakawa, Itibiso Phakawa, rồi Itibiso Phakawa Arahang, Itibiso Phakawa Arahang, Itibiso Phakawa Arahang, rồi Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho, Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho. Đọc cho nó nhân miệng. Dạ, đọc cho nhân miệng. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc quen như vậy rồi đó, thì đây là cái kinh nghiệm của cá nhân chúng tôi. Và cá nhân chúng tôi là ta đọc đọc chậm mà chúng ta đọc cho rõ, và đọc chậm đọc rõ. Và cách đọc chậm và đọc rõ này thường là ở trong lúc mà chư tăng đọc cái lời gọi là lời trình tăng, lời trình tăng tức là một lời nói chính thức giữa tăng hay là tác pháp yết ma đó, thì chắc hay đúng là thí dụ chúng tôi nói cái giọng là Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sukato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sathani Vamanusanang Buddho Phakawa Ti. Thì quý vị nghe chúng tôi đọc chậm như vậy á, là quý vị thấy rõ ràng cảm ngắn và âm dài. Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho
Vicha charana sambano sukato loka vidu anuttaro Purisa dhamma sarati sata deva manusanam Puto phakavati. Tôi lưu nhắc quý vị là vì cái cách viết ở đây đó là viết theo văn học truyền thống, thành ra cái chữ có chữ tí hay là ý tí, chữ ý tí đầu chữ tí, hồi nãy Toàn Từ Siêu nói rằng cái chữ ý tí và chữ tí nó giống như dấu ngoặc kép, xin dấu hai dấu giống như hai dấu chấm và dấu ngoặc kép, thì khi mà người ta truyền khẩu người ta không có hai chấm được, người ta không thể nói rằng là hai chấm được, thành ra chữ ý tí nó dùng cho hai chấm đó là một cách viết. Thì khi mà chúng ta đọc dài quen á, đọc què quen thì chúng ta phải đọc ngắn lại, đọc rất ngắn. Idviso bhagwa rahang samma sambuddho vicca charana sambano sukato loka vidu anuttaro buddhisadam masarati sattha deva manusanang buddho bhagwa ti. Idviso bhagwa rahang samma sambuddho vicca charana sambano sukato loka vidu anuttaro buddhisadam masarati sattha deva manusanang buddho bhagwa ti. Khi mà mình đọc một lúc dài lúc ngắn á, mình đọc quen miệng rồi thì bây giờ mình tụng là nó vừa phải lại, và tụng là giai đoạn thứ tư, tụng là giống như đại biểu pháp tính hồi nãy có hướng dẫn quý vị tụng là Itibiso Phakavarahang Samma Sambuddho Vicchancharana Sambano Sukato Lokavidu Anuttaro Purisadamma Sarati Sata Deva Manusanang Buddho Phakavati. Thì như vậy khi mà chúng ta tụng kinh là để nhập tâm thì chúng tôi muốn đề nghị bốn người khách học riêng, nhưng mà đầu tiên là chúng ta đọc từng chữ và đọc làm sao cho nó rõ. Itibiso Phakawa, Itibiso Phakawa, Itibiso Phakawa Arhang Samma Sambuddho, Itibiso Phakawa Arhang Samma Sambuddho, Itibiso Phakawa Arhang Samma Sambuddho. Đọc cho thật rõ, đừng đọc sai. Cái chỗ đọc sai là những chỗ khác sẽ đọc sai. Và khi mà chúng ta đã đọc như vậy rồi á, thì đọc rõ rồi bắt đầu chúng ta chỉ có đọc dài một chút. Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho. Thì khi mà chúng ta đọc cái kiểu mà đọc dài đó, thì cái chỗ này cố gắng kéo cho nó dài. Cái chủ trương, cái trọng tâm chúng ta đọc là kéo dài. Itibiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho Vicha charana sambano sukato lokavidu. Thì mình chúng ta đọc dài đó, thì cái chỗ nào dài chúng ta cố gắng kéo dài, tại vì mình có quyền. Và khi mà mình kéo dài tụng dài mà nó chuẩn rồi đó, thì chúng ta sẽ đọc nhanh lại. Itviso phakava rahang samma sambuto, đọc cho rất là dùng miệng. Nếu quý vị vào không đọc dài mà quý vị đọc ngắn liền á, thường thường không có việc dài ngắn. Và đây là vấn đề của rất nhiều người học kinh tụng á, là học một thời gian rồi không phân được dài ngắn và đọc không hòa âm được. Và ở đây chúng ta chỉ nói một chuyện vui thôi, có Siêu Nguyễn Thông ở đây nói chuyện vui thôi. Hồi trước Siêu Nguyễn Thông ở chúng tôi đó, thì Siêu Nguyễn Thông sẽ có một cái là sư rất là tức, sư rất là bực bội khi nghe một người tụng kinh mà họ không phân được giọng ngắn dài. Mà ở chùa lúc đó có một người họ tụng ngắn dài ngắn gì tụng giống nhau hết, chứ thấy sư rất là tội nghiệp. Nhưng mà sư nói người đó cũng không nghe, mà người là có cái phản ứng mạnh mẽ lắm. Nhưng mà như vậy là tụng tiếng Phạn mà không thể tụng ngắn tụng dài được đó. Vậy thật ra nó hư bài kinh. Khi nào mà quý tụng Pali á, mà tụng kinh Pali mà cái người mà mình tụng cho đúng, mà mình ngồi kế bên cái người mà tụng ngắn dài họ không phân biệt được, mình tụng hồn đặt tụng được. Chúng tôi bị như vậy rất là nhiều. Dạ, mình đang tụng kinh á, mà cái người ngồi kế bên mà họ tụng đông hơi á, tức là họ tụng hồi á, mình nghe mình cũng không biết phải bắt làm sao nữa. Thì thường xảy ra như vậy. Nên chi tụng kinh Pali được quan trọng là ngắn và dài. Và do vậy đầu tiên mình tụng nhỏ một chút, mình lắng tai nghe rồi tụng theo. Từ từ mình tụng quen rồi đó, mình mới tụng lớn được. Quan trọng lắm. Thành ra cái người mà mới học tụng kinh mà ở trong tăng chúng, ở trong nơi ta tụng kinh thường đó, hay là quý vị mở vô nghe tụng theo á, khi mình tụng đó, thì mình phải lắng nghe trước rồi phải đọc cho đúng. Có nhiều người tụng chưa có đúng mà cái tụng lớn
nói tụng tụng sai và tụng lớn đã làm cho siêu bậc nhưng mà ở đây nó có chuyện là cái người tụng kinh là phải biết lắng nghe, và mình cứ tụng sao mình tụng giống như người ta hát bài vậy, tụng nó phải hòa âm với người ta. Còn nếu mà mình tụng mà không hòa, tức là bạn ai nói tụng á, thì thật sự lâu ngày á, nó lỏng chỏng, nó lộn chộn lắm, nó không có đâu là đâu hết. Và ngày hôm nay thì chúng ta có cái may mắn là ở trong internet, trong bao tóc có nhiều cái băng video hay có nhiều cái MP3 bị download xuống, đi trên xe ở nhà mở ra nghe, lặp đi lặp lại nghe thì chúng ta có thể dễ học thuộc. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc chương trình học hôm nay của Đức Phật Pháp Quý Đa Tâm Ma. Kính chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông đâm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng giải Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý vị cho được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền biện quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi xa trường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành hương hòa tùy nhân sở sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa devata sapa sangha rupa vena sotti hondu yeron tarang viên công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đệ tử
sanh đồng niên thành chân giác.